có rất là nhiều chị em đang gặp phải tình trạng đầu mũi to và thô như thế này, và đây là cái kết quả mà sau khi Ly chỉnh sửa lại cho em ấy, mọi người có thể nhìn thấy là đầu mũi đã được Ly thu lại từ rãnh lệ đi xuống, thì nó đã tương ứng và nhìn cái gương mặt nó sẽ thon hơn và hài hòa hơn rất là nhiều. Sau khi nhìn góc nghiêng thì chúng ta có thể nhìn thấy là mũi của em ấy có một điểm gãy và cánh mũi rất là dày và đầu mũi của em ấy cũng rất là ngắn so với chiều ngang. Thì đây là cái kết quả sau khi 7 ngày em ấy quay lại và Ly cắt chỉ hôm nay. Mọi người có thể nhìn thấy là sau khi 7 ngày thì đây là hình ảnh camera thường. Hình ảnh cam thường nên rất là sắc nét và chân thật. Mọi người có thể nhìn thấy là sau 7 ngày mũi đã ổn định và gold form và giảm sưng rất là nhiều, và thật ra thì nó cũng không có sưng gì nhiều cả. Nếu như chị em nào đã yêu thích cái dáng mũi của Ly làm này thì hãy comment ngay tại bài viết này và nhớ bấm follow theo dõi Ly để xem những video tiếp theo về nắng mũi.